Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Tú Bất Chú Bất Chuột nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây thì thành quả của anh em hồi sớm này cả nhà ơi. Cũng làm được ít chuột cống xù, là mấy chuột này là vua của lò chuột nha cả nhà. Cống xù thì chỉ có đồng nhà có thôi. Chứ đồng nhà có thôi chứ cái mà đồng khác hiếm, hơi hiếm cả nhà ơi. Hôm nay thì anh em sẽ ốp chao, gia vị thì gồm có chao với xả với ớt, với bỏ vô miếng bột ngọt. Anh em sẽ nướng để quay clip cho cả nhà xem nha. Chuột này quá bự, con gì hay ba kìa. Tại vì mình nướng dĩ á cả nhà. Nướng dĩ thì mình chuột mình sẽ cắt ra. Thanh thì đặt bếp mới về cả. Báo thì đem cơm cho mẹ nó rồi, chưa về. Đấy. Chào cả nhà. Ê, chắc cái dư chừa lại miếng họ làm nước miếng trống nè. Khai không làm gì mà không trống gậy rồi thấy ghê vậy. Trống gậy rồi mình nhẹ nhẹ mà lặn đặt hay vậy. Bữa nay thất bại quá trời sâu. Bữa nào đặt cũng thất bại thất bại. Không nhỏ một súng. Bầu ngoại của thành công. Rồi trên tết chưa đấy rồi bạc chưa. Bạc cũng không chết. Có tôi đi mới được, chỉ điểm mới được. Có hơi tôi mới vậy. Kiếm vàng lên em ơi. Quất luôn à. Thì hết nổi à. Quá làm gì à. Chào. Chào với chào thầy à. Nướng ốc hành này. Mời bữa nay mình làm đổi món đi. Nhổ con súng ngon, cầm con súng ngon là đánh gì nó. Chào làm gì vậy? Chấm ha. Nói vậy cộng đó. Cần có vụ à. Con súng này hả? Nhậu thì yếu mà chịch vô cái gì đúng là treo cái chao cái để tắm bỏ xuống đây là tắm luôn bỏ được bỏ bông ngọt anh bỏ vô chưa rồi ớt kìa có ớt không anh có tô nè trời tô này giữa cái tô này làm chấm được kìa bỏ xả vô chén này qua luôn bữa nay mình làm nướng chín con nào là dứt con nấy đâu rồi hồi đó giờ anh em chưa có nướng cả nhà chỉ có nướng có chao thôi ớt chao thôi chứ chưa có ớt xả ớt hình như chưa có làm chao lần nào cho em quay mình nó hả ấy thứ tư không hả thứ tư không à chào anh em chơi đổi món đi quay em không thơm như thịt bò vậy ha giơ tay nữa để tay sắt chẳng tay nè có làm gì nữa đâu vậy để... đâu để lên là nướng lại như thế nào nướng là chính là bột gì vậy làm giữa cái tô này cái làm sắc dao rồi á nước chấm cái em thấy dao nó lục dữ lắm rồi đó hay lục thấy lấy dao muống rồi kìa cà chua đồ bánh kìa với cây xả này nó bự quá bự đó bây giờ ớp xong rồi đó quá xa đã xong rồi giờ để than cho nó than cho nó chín than rồi đỏ than rồi sẵn đây cho nó thấm luôn các nhà đã thấm chút xíu luôn. Ba đầu ta. Dạ, đưa sắt cho. Giờ anh mình thì múc chao ra để làm chén tàu nước chấm. Chào cà pháo hả? Chào hủ nghe. Cà pháo ngon. Chào cả nhà. Trời chấm chao này là hết ý luôn. Tạt nhiều chấm được nha. Ít không? Nhiều ít không? Miếng được rồi. Được rồi. Được rồi. Em thấy được rồi. Nhiều quá nghe cũng hết bỏ uổng. Vừa mới mốt mình nữa. Chào anh Hùng đã mua đó. Hôm nay thì mình sử dụng anh Hùng ơi. Anh Hùng đẹp trai. Em cũng cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Anh Hùng về rồi cũng mua đồ xài nhiều lắm cả nhà. Chẳng hạn như là đường, bột ngọt, nước mắm, nước cương. Chào. Rồi đũa, rồi giá, rồi đủ thứ hết trơn. Anh Hùng là số 1. Bữa nay anh tính chế ra cái lò mới nha. Cái lò 6 ống khói nha cả nhà. Cô Mười ơi, cái máy mới á. Tại vì con để con lựa cái ngày nào cho nó đẹp trời quê hương à con mới xuống mới máy mới được mới được. Con mờ nhắn tin về bộ máy bị hư hả gì không xài nó không. Không hư. Con test máy mới chưa? Chưa test.
lấy ngay ha. Đi mà nó hậu. Cái này mới thấy à, để ngáo phao. Đưa cái khâu cho mày trang trí nha. Tôi trang trí thua ai vậy? Tôi đeo đó. Đúng rồi. Ừ. Đeo rồi. Ồ, có màu rồi nha. Rồi. Tính để mấy chú chuột to lên trên đi, mấy chú chuột ở trong đó nó trong nó còn anh tính nó chưa thấm anh. Bây giờ mình nướng chuột, mình đem chuột cắt đi rồi lấy rau này chấm chao ăn được rồi, lấy mấy chén chao ngon rồi. Thật sự em cũng chia sẻ với cả nhà, tại vì cái này á, cái vụ mà đi săn bắt này nè, thì nói chung thì ở đây thì như là cái cuộc sống của anh em mà cả nhà ấy. Thì bây giờ có làm mới được, có làm mới có mà tiền đồ trang trải nuôi vợ nuôi con. Thì anh em thì bây giờ hiện tại ở quê giờ thì chỉ có cái nghề này thôi. Bây giờ không có cái nghề này đem ra đi mặn mướn. Thật sự bây giờ mần mướn bây giờ khó khăn quá hà, ít xịu ai làm. Bây giờ ở đây ở vùng quê, mình ở đây giờ lên giường hết trơn rồi. Mà đi vô đồng gặp con chuột khoai bắt mới được cả nhà, em nói thiệt, gặp con chuột là khoai bắt. Tại vì sao biết không? Tại vì nó phá sen em. Tại vì nó quá trời, nó quá phá, không phải riêng là sen em mà nó cái gì nó quá phai mì, nó cũng ăn sạch trơn nè. Giờ bắp nè, giờ lúa nè, nó phá quá chừng phá, bởi vì anh em phải diệt nó mới được. Bây giờ sen em bảnh giờ đó đồng đó giờ có sen, có miếng sen đó mà nó gom vô quá chừng nó gom. Bữa đó là 7 không mà ba mấy con. Ba cái gia vị này đâu có xài nữa không? Ủa? Lăn vô chao nước chao nè. Cái này à, thầy mốp này nướng là ai nướng ta? Anh Tâm Kiên Giang phải không? Ừ. Mốp nướng anh Tâm ơi, bữa nào rảnh ra chơi với tụi em anh Tâm ơi. Đào pháo rồi chưa, gấp chưa? Cái đồ bự đó vậy, mấy nhỏ về ra ngoài á, đưa cái đồ bự vô trên giữa anh Tính. Kiếm sao mà chim cho nó quặn kìa Thanh ơi. Không sao đâu, không sao đó. Sập không? Không, dễ. Trời ơi, cái đùi bự nè. Hết hồn. Cái đùi để vô giữa đâu anh? Nước để ngoài đi, hồi về trong. Đi hả bạn? Nè thấy nè. Im rồi đó, vàng rồi đó. Nước này vàng gì trời? Vàng hơi hơi rồi, chú bô máu. Có màu à? Nướng dữ mà đó. Hủ trâu hay vậy? Về nhà mà xét lại coi còn gì nướng được không, chứ bỏ than ngủ năm hổ. Khô mực đồ bự bự hả mày, nó khoe mới đi lấy mua về. Khô gì không? Có, không phơi dung dốt. Dung dốt cậy nó đi. Nó bây giờ nó còn đỏ đỏ không? Nó có đỏ đỏ không? Hả? Không có đỏ đỏ không? Cái lúc nào không đỏ trời, mực nó đỏ đỏ. Nó có sọc sọc hơi hơi thôi chứ. Đúng rồi. Tụi láo mất cái mức sọc, nó đỏ hoặc là nó trắng rồi. Mấy cái viền thôi thôi chứ, cái ba cái viền đó chứ. Vậy là còn ăn được á. Được không? Được. Rút lấy bị nướng mày ra. Chị Hường ơi, anh Lộc ơi. Hạnh. Chị Hạnh. Chị Hạnh, anh Lộc ơi. Trời, muốn làm chưa ấy thì kêu lặt bon súng. Chị Mai ơi, chị Tiết ơi. Để riêng á. Để tay người chắc chuột luôn không hết á. Chuột chuột vô đây sao? Chuột bự luôn cô Mười ơi. Chuột vô dễ mà. Anh Linh ơi, anh Linh. Anh Bừng. Với chị. Anh Đức về mà hôm giờ nó xuống rồi không biết đâu mất tiêu luôn. Bữa nay chuột chà bá không anh Đức? Để chuột lên hơi cái mình chắc cà pháo vô giữa. Quá rồi anh Thanh ơi. Hết sảy con mà tư luôn anh Thanh ơi. Này chịu nổi không à? Chả mấy cái mớp chả mớp kìa. Thanh Cú Chi ơi. Vô anh Thanh Cú Chi đây, Cú Chi ơi. Này mà điện thoại anh á. Ừ, bữa nay anh về nhà nè. Ủa, tối sáu về được không? Anh gì bên Miên? Anh Thọ mà. Anh Thọ ơi. Lâu quá sao anh điện, lâu quá hả điện anh Thọ? Mua 50 ngàn than hay vậy? Thọ đang cắt nhà.
quá trời. Nãy em chữa kêu anh chữa cây bự lại đó mà anh chặt luôn rồi, tưởng trời anh chặt cây nữa. Hủ lai mực lại nướng mà 45 ngàn này có cái gì mà nướng cái thứ gì mà chưa nói ra. Có khô mực khoai ông dốt lấy đi, đâu lấy đi, lấy dốt dốt lấy đi. Xin vợ rồi, xin vợ mày chưa vậy? Xin vợ mày chưa, của vợ mày gì? Điện thoại xin đó. Xin đi. Khô mực có cái đuối luôn hả? Ừ. Có cái đuối không? Có đuối đỏ mới được nha. Đuối dơi ha. Đuối dơi. Chắc không bự đâu anh, tính rồi. Bự cái đuối nó chắc màu lớn mà lớn vậy. Đuối dơi bự thôi. Nấu. Đuối nhỏ ăn. Thèm khô, khô cái đuối quá ấy rồi. Ừ, chút lấy. Cái đuối sạch. Quá ngon luôn anh Tý ơi. Quá im rồi anh Bừng ơi. Quá ngon luôn anh Tấn ơi. Anh Tấn có ăn chuột không anh Tấn ơi? Anh Tấn Tết về nha. À, anh Tấn nữa. Anh Tấn cũng Tết về nữa. Anh Tấn kêu có cơ hội đi sân bay đó nha. Kêu hủ báo chừng nữa đem lại chục cùng bia trước. Anh Tấn. Ai anh Tấn hả? Anh Tấn. Không nói sợ Tết không có bia, không có bia, không có bán bia. Đi rồi phải mua giữa trước được à, nhiều khi Tết không có nè. Ừ. Nói trời mà không. Được 3 tầng. Anh Tấn hỏi chừng nào mà đi Đồng Tháp, anh Tấn quên anh Tấn chứ, anh Tấn hỏi nào đi Đồng Tháp, anh Tấn hỗ trợ cho anh Đồng để chi phí đi ăn uống xe bọng xăng. Cái này tính không? Chắc hết bảo rồi, tụi em chắc cũng cỡ 2 ngày nữa tụi em đi anh Tấn ơi. 2 ngày nữa đi để anh Tấn mình đi vô Ba Cái Bắp, không biết sao đi ạ. Nãy giờ trắng này chưa? Có nhìn đâu có gì đâu mà chị còn chị mà chị Hạnh là ngày mai đó là sinh nhật, ngày mai nó là xong rồi đó, sinh nhật tân tháng nè. Chưa? À? Ừ. Một bọc hai, bọc còn hai cái này. Đi chưa, chưa nói chị Hạnh ơi. Mai chịu không nổi. Đó, quá êm rồi anh em ơi. Con này mà nó ăn ba sen đêm mà biết nhiêu gương sen trời, chục bự đó đó. Ăn cỡ chục gương gì. Cần cái ký luôn. Rồi. Còn nóng không? Bự bự sang đi coi. Lắm nóng, nóng gì lắm đó. Cũng vậy đó, nó mới chín vừa tới chồng ấy. Rồi mấy trái cà quên rồi, mấy trái mớp mềm chưa? Mềm rồi. Mới mà hạ dưới luôn. Mềm là nhắc xuống luôn, lấy ra được rồi đó. Trái mớp mình đung dưới luôn đi hổ. Để chạp dưới luôn hổ. Để chạp hồi sao ăn rõ được. Thì cầm mấy cuốn hổ, để dưới xài xài luôn hổ. Màu lắm mày hủ với đó, màu lắm hủ. Thì à, bệnh bị cơn bão mạnh hơn mình đó. Đi. Ở nguyên con đi ăn rồi chết luôn à. Quay cái đít đậu ra ngoài trời vậy. Đậu ra dĩa cả nhà. Rồi tính rồi quay cái đậu vô trong chụm đậu đấy. Ừ, chụm đậu vô. Cái đùi nó chín luôn. Báo mới được tôi chồng. Chính chưa ngang trời, con chó nó chưa đâu. Cái đùi bên đây chín. Bây giờ xong một dĩa rồi anh em ơi. Đây là cái dĩa chuột cơm. Còn bên kia là cái dĩa của vua của lò chuột. Đây con gà. Xách lên luôn đi không? Dạ. Xách lên luôn. Chiếc cửa bụng ha. Đúng rồi. Tuyệt vời, ông mặt trời ngang cả nhà. Rất là ngon nha. Cái này là cầm đó lên ăn ra. Ừ. Đây rồi. Chưa nhấp bây giờ em. Dạ, đưa chào, nến chào, nến chào. Cái giò tôi. Cái này có cà pháo vừa chua đồ ha, cà chua đồ ha, dưa leo đồ đầy đủ nha cả nhà, cải luôn nha. Thiếu mắm tôm rồi.
theo như cái dĩa này mình bán 200 ngàn người ta mua không ta? Trời, 200 ngàn lỗ à. Tôi không mua à. Mày mua không hủ? Mày mua bao nhiêu? Theo như. Tiền đây 2 dĩa 400 đây. 2 dĩa 400 đây. Đây. Cái tiền đây. Bún gì đáng ăn đi. 2 dĩa mua 400 này hủ anh nghĩ ăn luôn hủ. 2 dĩa 400 đưa đây. Bán đó. Đây đưa tiền đây. Thôi 500 đi. Vậy tôi mới mua đi. Thôi 500 đi đem tôi chia. Mua về bỏ tôi lại để nào khách em nha. Tôi chia tôi chia. Tôi chia 5 anh 5 anh em thằng là được 100. Đấy biết nào hủ có khách. Khách cái này khách như mua bỏ tôi lại đi. Nhờ mời cả nhà nhà nhập tiệc nha. Tiền liên qua anh tính. Mời cả nhà nhập tiệc nha cả nhà ơi, nhập tiệc với anh em nha. Hợp luôn rồi, gọi cho lên luôn Hợp ơi. Trời chấm chào. Hợp cái đồ ăn luôn miếng đi chạy. Ăn luôn vậy bất chuột mà không ăn đây. Này anh Cương. Hợp ăn chay. Nay thầy ăn Cương rồi. Có chào nè. Cái nhà. Ăn Thương này có chao nè. Chào pháo chấm chao. Chè nướng con gà. Đột rang nữa đó. Đột rang chắc ngồi tôi làm hết rồi. Leo lên, leo lên. Chà chín không chập. Thà lụm quá quá. Nào cậu chứ mời nó quả ra chặt đây đây về nhậu vô, nhậu ba ơi. Ui. Thèm nhậu đi mẹ ơi. Tao nghỉ nhậu lâu lắm rồi. Ông ơi dưới đây không có bán rượu. Ăn chuột cống không? Đồ bự đó. Tôm. Mời cả nhà ăn chuột. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà cái đùi chuột nha. Trời tối quá. Mời cái nha. Mời. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Em mời anh Trung chị Trang luôn nha. Chấm chào cái mấy vừa ăn. Cái gì? Cà pháo hả? Chuột á, chuột. Để hả, mấy ông sợ mặn. Dao hay đâu mặn đâu. Mấy cái không mấy mặn. Cà môn cái gì? Ừ. Bữa anh Hùng đó. Có bọng không không? Đó. Ừ. Thôi ăn đi. Đi giống nhiều. Vô anh Tấn ơi. Chết nè. Anh Tâm luôn nha. Mềm thì ốp chao lớn mềm cả. Mời anh hai chị hai luôn nha. Chỗ này sức khỏe khỏe anh hai ơi. Con mời má hai luôn nha má hai ơi. Má hai, má hai. Má ba Củ Chi luôn nha. Ông này rất không rách, ông gì kia hả? Cái ông ăn gọt xương mông này. Ừ. Gọt. Xương mông nhậu không cái gì vậy? Ông ta đấy, ta chấm điểm mấy con bay nãy giờ đó. Vụ này là nhát trật. Vụ cù mà. Vậy? Phải, mới châm vô nữa đó. Nó có rượu Việt để uống ngon. Được rồi, được 2 ly rượu Việt ha. Uống rồi báo hại gần hại cốt ra hại nữa. Ông uống bà khen rồi. Khai chịu, vậy mà khai chịu. Uống gì uống thứ à. Tha bay tầm ba vô. Mê đi mà không nói. Mạnh như thần anh ơi. Mạnh không? Mạnh như thần. 11 giờ thức rồi. Sáng thì cũng đắt. Trời ơi tôi mặn như hằn mà. Như hằn hả? Mặn như hằn. Trên con khoai. Lãnh người ta 2-3 con khoai. Đến sáng bị cuốc. Cái tối với mùng thiệu vợ hoài. Sao chứ mẹ?
vợ nó ngày mai em còn cuốc khoai nữa đó, còn hai ba cọng khoai đó. Trời mạnh như thằng, đúng nó trời mạnh như thằng là á, mạnh như thằng. Sáng thằng ngồi chùa ghen á, làm khoan khoát cái ngồi hình dáng thức dậy ngồi không nổi chùa ghen mắc quài vậy đó. Đường không có rượu á, bậy bạ, mạnh như thằng. Ba có anh ba, lúc rồi còn có cuốc đất có mạnh như thằng vậy không? Có. Đó chịu có rồi không? Là cũng có được. Mạnh như thằng không có gì cả. Đây cục cơm nhóc tôi nè. Cắt cục cơm giờ về qua đây anh em thấy chứ. Vô mạnh như thằng đây. Vô chết gọi đây. Vô. Hai ba. Vô. Ngủ chết rồi đấy. Trời chết rồi. Trời chết rồi này chén cơm coi. Sáng chén rồi, chén rồi. Chua. 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 Có chồng sống tính tụng trăm. Cùng mời bác hai ly rượu nha bác hai ơi, bác hai dạo này sức khỏe khỏe rồi bác hai ơi. Bứng cục đất bự bằng kia không giống rồi. Không đợi á, mình bưng dao vô và nó động gốc. Nhìn đạo sâu với trùm. Nhậm nhịp. Cái đậm có ăn kìa. Có trái sẵn rồi. Mạnh đậm ăn được nó hả? Không, giờ hiện tại nó là ếm ở đâu, ổng đi trốn vườn bông gì đó. Bông nó dữ lắm mà. Ớt đó rồi cháu bự. Trong vườn cam cũng thám. Lượng này nè. Biết bao nhiêu mấy cây bự giờ. Chiều đi đầu hái á. Rồi đúng lửa kim nè, không ổn nè. Ăn ngon lắm cả nhà, nó cay mà nó hét lên gần cái hai rồi nó hôm, nó dịu lại liền. Lăn lên cái nè. Ăn chua cái gì á. Cái biển. Anh Hùng thái ớt này lắm. Bữa tôi hái nhiều lắm mà. Ủa hái đồ hái thiểm rồi như chim. Những chư xanh rồi xanh của đỏ nữa. Bỏ vô biển chín rồi lư cho nó. Bóc vô hái một đống luôn. Rồi mũi một cái cũng chết. Bỏ ra hái một đống. Đó thiểm ớt chim này cái gì. Tại nó còn tốt cây bự cái bự. Đây thì chung. Trong cái vườn có rừng cây á. Vườn nó không nhận nhiều thôi chứ. Mấy ngày nay mới ra đây quay clip được cái vậy, hôm giờ mưa quá trời mưa. Giờ vô nhà thôi. Ừ. Hồi này ở ngoài này quay clip mát. Lâu lắm không vô trời giống cả nhà. Còn nữa bên nè, nữa bên đây nó bay nó mất tiêu rồi. Không còn nữa. Nữa bên thiếu bên kia nó bay nó mất tiêu rồi. Vô. Trăng rồi. Đêm nay ta uống cho say, quên đi chuyện đời mà ngày mai đổi tay. Mang say rượu cạn mà lòng vẫn chưa hay. Vô cả nhà ơi. Vô. Ủa anh cà nè, ảnh sửa lời của tác giả. Cà gì không dính quân quyền. Nay đông người giót bộ mau chạy chứ hổ. Bữa thằng anh Mười có ba người, hai người nhậu rồi anh Mười có lâu nhấp một cái. Rót một cái rượu lòng hết sức lòng. Bữa đó ông uống bà kèn hả thầy? Ông uống bà kèn quá. Nãy giờ hết ly hay vậy? Ngày nào vậy chứ mà uống bà kèn thì đâu biết đâu. Phải ấy là biết ngồi là không kỹ chứ súng là mấy ngày nay nước rồi nó mềm súng là mùi đó mà một kia ăn chắc nào. Cái bụng chúng mình đã mất tiêu luôn chạy chết chưa cá đói lộn chân cá này quá trời nhiều thôi mới nổi gốc trơn thịt ngộ rồi qua mùa nắng hết nổi cá nắng không thịt cá không nắng nó thịt ăn từ lòng thịt à cãi hoài nó mới ăn dễ với rồi chưa còn hủ hoài vậy đó cá thằng dữ lắm
Dạ như lần này nè, tổng đi. Suốt cuộc đời chưa có thịt lên đó. Thịt. Thịt lắm. Bám thịt chân lên cái con lại đó. Cái củ của nó. Củ lên lại đó. Tự động nó thịt lên hả? Thịt nguyên bụi luôn á. Thịt nó mấy đứa loại bắt ốc thịt. Trong hầm. Dạ. Vô anh Tâm ơi. Đạp con cái luôn đi. Đúng rồi à. Nó mềm dữ à hấu. Quá mềm trời. Mềm chứ. Mềm dịu luôn nè. Mềm không? Quá. Mềm miếng chứ. Cá vô phi vô vào. Vô quá quay. Nó ngon quá. Bà vô. Vô. Mướt và chấm cao rồi còn nhiều bạn. Cái này hả? Ừ. Tâm ơi, chào này ngon anh bạn nha. Giờ nó không ơi. Chết chà. Cho môn mà. Mặc quần đẹp chứ trời. Anh Tiến bữa nay sao anh Tiến ơi, hết bệnh chưa Tiến ơi? Nhớ tới cái quần luôn rồi. Có màn đại mà nghe thương nha. Thôi cái ngày nó cũng ngon chặt. Rồi giờ cũng tối rồi cả nhà ơi. Cũng chua ngon. Cũng cảm ơn tất cả các thầy con trên kênh Tú Bất Chứa Bất Chuột nha. Đã ủng hộ và xem clip của anh em. Tối hôm nay thì em cũng xin chúc cả nhà có một buổi tối ngon giấc nha. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.